Nhằm tạo nên những sân chơi mới dành riêng cho người mẫu nhí, Mokis đã tổ chức một buổi trình diễn mang tên Most Fashion Show. Bộ sưu tập đầu tiên đến từ thương hiệu thời trang trẻ em cao cấp Nghĩa Baby, Thiên Đường cho bé, với các mặt hàng thời trang dành riêng cho bé trai, bé gái từ 6 tháng tuổi đến 10 tuổi. Nghĩa Baby trong những năm qua đã và đang khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường thời trang cho bé. Trong màn biểu diễn lần này, Nghĩa Baby trình làng các bộ đồ theo xu hướng năng động và cá tính. Với những bộ cánh này từ chất liệu và thiết kế, các bậc phụ huynh có thể yên tâm cho các bé hoạt động vui chơi thoải mái. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could.